Xin chào cả nhà nhá, xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay sinh nhật người đẹp Lê Thị Lộn. Nói linh tinh nó bảo không nói linh tinh gì, nói chuẩn đấy, Lê Thị Lộn sinh nhật mùng năm tháng 2 âm lịch, nhưng mà lại nhầm lại thành dương lịch. nào đây là Hoàng Nhật Quang và bạn học cấp 3 cùng với Quang. Rồi. Chúc mừng sinh nhật. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mình muốn tám à? Happy birthday to you. Rồi, ok. Cảm ơn cả nhà. Rồi. Nào thì ước to này. Khả năng là mẹ là ước là nhiều tiền chăng? Mẹ bây giờ mẹ cũng nhiều tiền. Mà mẹ ước là khỏe mạnh và các con này ngoan ngoãn, học hành tiến bộ. Thêm bố ngoan nữa. Wow. Nào mọi người ngồi bên cạnh chúc mừng mẹ đây. Là nào ra đây. Tuổi mới sang mẹ sang tuổi mới thì con Hoàng Nhật Quang và Hoàng Quang Huy chúc mẹ rất là nhiều sức khỏe. Vì thành sớm nào con kia ngồi sang kia ngồi ra đây sớm hơn lên hiệu trưởng. Thôi chúc mẹ đấy. Mẹ ăn chú mẹ gãy đầu gãy đầu xinh đẹp hơn làm ăn phát tài không bị covid để mà đi làm giả. Thế mẹ có lời gì đi nào? Cảm ơn ai nào? Nào, mẹ cảm ơn con trai Hoàng Nhật Quang, con trai Hoàng Công Huy và bạn của Hoàng Nhật Quang là Nguyễn Huyền Mai. 48 năm rồi từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ hôm nay được các con mua cho mẹ một cái bánh gato. Cái này mẹ rất là phấn khởi. Thôi mẹ cắt. Mẹ cứ ấy, nhưng mà con dao nó cồn quá mẹ không cắt được. Đúng rồi. Hay là cứ lớp này. Chúc mừng sinh nhật mẹ. Nhiều tiền. Đấy, cho cả tiền đi. Mẹ lắm tiền thì lại cho chúng mày chứ ông mang đi đâu được đâu. Chúng mày ngoan ngoãn, ngoan cái gì cũng coi nhá, không ngoan cũng có cái gì nữa chưa? Đứa nào cũng vậy. Không ngoan cũng có cái gì. Không ngoan là không có cái gì. Đấy, cứ là phải ngoan. Ngoan cái gì mẹ cũng cho. Mẹ thì lại tính mẹ lại cố trâu với bò nữa mà. Ngoan mà lại biết định mẹ, mẹ cho tất. Nhưng mà không biết định mẹ nha. Còn nữa. Em lại đây, không em. Rồi tóm lại là hôm nay là các con làm định từ hôm nay. Định từ hôm nay là rồi. Thôi ăn một góc này và một góc này tí bớt cho Linh mang về cho ăn. Mày ăn đi. Ăn bao nhiêu bạn thử nói, ăn đi yếu tàn về lại. Thì ăn đi. Ơ, lấy gì à? Đĩa đâu? Đây. Mày đây nhá, mày lấy cái. Cái này là cái gì đây? Không được bỏ. Bỏ hết. Đây bánh này là thằng Toán. Toán ăn luôn cả cái đấy. Toán nó cũng qua một cấp 2. Thế á? Ăn thằng Toán đấy thì thằng Toán nhà nó ở ở nhà bây giờ mấy cơ sở rồi. Nhà nó 4 năm cơ sở rồi. Quốc Oai. Làm cái này gì? Vâng. Tuyệt vời đấy. Cái này nó là kẹo đồng vàng, kẹo sô cô la đồng vàng. Đấy cái không cái đấy ăn không? Cái này ra nào luôn. Huy này. Huy lớn này. Huy lấy cái bàn được. Đấy. Lâu lắm mới được sinh nhật đấy.
mày tôi nhận mày lấy tiền. Mày lấy thôi con ạ. Lần sau là mỗi năm 2 lần nha, sinh nhật. Mỗi năm á? Ừ. Đấy. Đấy cái vỏ này là luôn. Ui. Cho hai vỏ luôn. Cho hai vỏ luôn. Cho hai vỏ luôn. Đấy. Nhiều vỏ lắm mà. Hai vỏ này còn đỡ hơn đấy. Ừ, ok. Chú năm mươi ạ? Năm mươi. Không. Rồi, xong quảng cáo nữa. Bánh ngon gì? Bánh ngon đấy. Toán tự làm. À, để không? Để từ đấy tự làm cho bạn. Cho xong cái hỏi. Ok. Ok. Quá tuyệt vời. Đấy, chúng mày thử cắt cho nhau mà. Được không? Chúng mày thử cắt cho nhau mà. Bánh rất là ngon nha. Bánh rất là ngon nha. Bánh rất là ngon. Cảm ơn Toán nha. Rồi. Toán ngày xưa là Toán nhà có đời chôn đen đúng không anh nhỉ? Có quán học cùng Lê Lợi ấy. Đúng, nhưng mà nhà chùa rèn ở đâu? Nhà quán ở Tân Tiến đến chùa rèn thế này. Thế rồi. Chắc gì? Tân Tiến nào? Thế nhà nó bây giờ ở đâu? Vì cái thằng mà nó theo đạo cơ mà. Đúng đúng rồi, không bán cho tôi trả từ nhà. Nhà mẹ nó mất rồi đúng không? Tân Tiến. Tân Tiến đâu mà đấy? Hả? Nhà nó hồi chùa rèn. Không phải là bố mất không? Bố mất thì mẹ mất gì? Bố mẹ nó còn làm thành mất nào mà không, nhưng mà mẹ có một bạn là bố, có một bạn bố mất Long. Long không gì thằng Long còn với ông cậu bọn ấy thằng Toán này nhà nó từ đời đúng không, từ từ là từng thiết dần dần nó đâu, nhà nó đâu, nhà nó gần nhà thờ trọng, nhà thế? Nhà ngày trước ở ngay gần nhà thờ. Bây giờ thế ông gì nó đúng quá, chùa đền làm gì nữa, thế thôi chùa đền làm gì nữa đi đây. Hai ngồi đây. Ngồi đấy, ngồi đây. Nhưng mà khả năng là dung lượng nó dài, khả năng là phải chuyển sang YouTube đấy. Không để mẹ làm, đích thân về tự làm thứ hai. Ngon. Ngon quá, quảng cáo cho Toán nhá. Ngon quá, ngon quá. Nào, xin chào tất cả mọi người nhá. Mẹ chào mọi người đi để tắt video nhá. Chào mọi người nhá. Rồi. Chào mọi người nhá. Để kiếm tiền đây. Ok, chào mọi người nhá.